Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TOPCARVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Tương đối lâu rồi TOPCARVN chưa cập nhật về chính sách giá bán của Hyundai Santa Fe. Ngày hôm nay, những ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2024, một cái mẫu xe ở trong phân khúc cỡ D, một cái mẫu xe cũng rất phổ thông được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Mình sẽ cập nhật về 3 sự lựa chọn tại thời điểm này của Hyundai Santa Fe. Đó là máy dầu cao cấp, máy xăng cao cấp và máy dầu tiêu chuẩn anh chị nhé. Tại vì là tại thời điểm này, tại đại lý của mình đang có xe dành cho 3 phiên bản này. Còn một cái phiên bản nữa là bản xăng tiêu chuẩn, nhưng mà từ đầu năm mới đến bây giờ chưa có một cái chiếc xe bản xăng tiêu chuẩn nào về, cho nên là tại thời điểm này mình bỏ qua. Một cái chiếc xe mà hiện tại ở trong phân khúc nó sẽ cạnh tranh với cả cái dòng xe Ford Everest hay là chiếc xe Toyota Fortuner, đều là những cái tên phổ thông thôi. Cái là anh chị lựa chọn theo cái thương hiệu nào, theo cái kiểu dáng như thế nào, theo những cái option trang bị của mỗi dòng xe như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì Hyundai Santa Fe tại thời điểm này từng phiên bản như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh để anh chị chúng ta xem xét và cân đối tài chính. Phiên bản đầu tiên đó là Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu tiêu chuẩn anh chị nhé. Máy dầu tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe tại đại lý của mình đang có màu trắng và màu đen giao ngay. Những cái thời điểm trước không có xe giao, nhưng tại thời điểm này đang có xe rồi. Hôm trước thì đại lý về được một vài xe anh chị ạ. Với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1 tỷ 120 triệu đồng. Đại lý đang bán với mức giá là 1 tỷ 099 triệu. Xe là sản xuất năm 2024. Lăn bánh ở tỉnh của bản dầu tiêu chuẩn là 1 tỷ 217. Ở Hà Nội là 1 tỷ 260. Và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 237 triệu anh chị nhé. Ở tỉnh là 1 tỷ 217, Hà Nội là 1 tỷ 260. Và thành phố Hồ Chí Minh 1237 theo phương án trả thẳng. Trả góp của máy dầu tiêu chuẩn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 338 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 381 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 358 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 338, Hà Nội là 381 và thành phố Hồ Chí Minh là 358 theo phương án trả góp. Máy dầu của Hyundai Santa Fe thì nó là một cái chiếc xe sử dụng động cơ Smartstream 2.2. Nó sử dụng hộp số tự động 8 cấp số. Ưu điểm của máy dầu Santa Fe được nhiều người quan tâm biết đến đó là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì khả năng cách âm của Santa Fe chúng ta cũng không phải bàn. Với máy dầu tiêu chuẩn là như vậy. Thế còn tiếp theo sẽ là máy dầu cao cấp anh chị nhé. Dầu tiêu chuẩn và dầu cao cấp thì khung gầm máy móc động cơ y nguyên, nó chỉ khác nhau về option thôi. Bản dầu cao cấp của nó thì đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 269 triệu. Và giá tại thời điểm này sẽ là 1 tỷ 245 triệu đồng. Đó là mức giá xe bán của máy dầu cao cấp Vin 2024. Với bản máy dầu cao cấp này tại thời điểm này tại đại lý của mình cũng đang có xe giao ngay anh chị nhé. Với mức giá là 1245 thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 376 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 421 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 396 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 1376, Hà Nội là 1421 và thành phố Hồ Chí Minh 1396 theo phương án trả thẳng. Trả góp của máy dầu cao cấp này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 390 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 440 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 413 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 390, Hà Nội là 440 và thành phố Hồ Chí Minh là 413 theo phương án trả góp. Bản máy dầu cao cấp này cũng là phiên bản ăn khách nhất của dòng xe Hyundai Santa Fe luôn. Tiếp theo sẽ sang máy xăng. Máy xăng thì mình chỉ cập nhật về phiên bản cao cấp thôi. Và đây cũng là phiên bản mà tại đại lý của mình đang có xe giao ngay. Máy xăng cao cấp của Hyundai Santa Fe thì đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 210 triệu đồng. Với máy xăng thì nó sẽ sử dụng động cơ Smartstream 2.5 và nó sử dụng hộp số tự động 6 cấp số anh chị nhé. Máy xăng cao cấp này thì giá bán còn lại là 1 tỷ 188 triệu. Xe cũng là sản xuất 2024. Với mức giá như vậy thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 319 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 364 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 339 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1319, Hà Nội là 1364 và thành phố Hồ Chí Minh 1339 theo phương án trả thẳng. Trả góp của máy xăng cao cấp này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 368 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 414 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 388 triệu đồng anh chị nhé. tỉnh là 368, Hà Nội là 414 và Thành phố Hồ Chí Minh là 388 theo phương án trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn tại thời điểm này tại đại lý của mình dành cho Hyundai Santa Fe. Cả 3 phiên bản đều có xe giao ngay. Tuy nhiên thì nó không phải là cũng tất cả các phiên bản đều là đủ màu đâu. Nó cũng tùy màu nữa anh chị ạ. Do là cái số lượng xe về tại thời điểm dịp đầu năm nó cũng chưa là dồi dào. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về chiếc xe nào, phiên bản nào, cần thông tin gì đó cụ thể chi tiết hơn nữa, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118 0979 362 118 quý anh chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ!